S24 nha. Con này là con cuối cùng của năm 2022 và về với anh khách Tây Ninh. Giờ dọn có bữa giờ mới xong. Bắt tôi nổ máy không về tới giờ nuôi rồi chứ. Đã cái đường sở dẫn số cơ bên cơ S24 bốn vỏ đẹp luôn, vỏ rin theo xe BKT trước xài 6-14 sau xài 9-5-24. Con này thì sơn mới mình máy rồi, nhưng rin đường sở cũng là rin luôn, giờ nó màu nó bạc quá sơn mới lại, đường sở là mới tinh luôn. Đây, cái này là gì, câu cái ấy được không bè? Gì đây? Cây ấy nè. Nó có hai đường điện mát với lửa không à? Làm công tắc cho nó thục. Rút ra cái gì? Được không? Được không? Là thử rồi xong là Hương ơi. Xong đó chạy ra lấy hai cây lò xo này nữa nha. Quên. Hai cây lò xo bẩn á. Lấy cặp này giống nhau lắm. Một cây thôi. Dỡ lên miếng này. Đang dễ mà. Ôi, chế chế cái tì luôn cho anh. Quốc cái tì bự vô. Đó, tì thục, tì thục thò bự thì bự luôn. Không bây giờ cứ cho cái đăng vô thử rồi về. Yanma RS24 nha mọi người. Là con này là còn không? Cái đó là hộp điều khiển của cái đuôi sới ấy, đuôi sới xếp. Con này là con cuối cùng, là còn mấy con này nữa thôi. Còn mấy con này bữa giờ xả mà không ai anh chị nào hốt hết. Về thêm được ít con nữa mà cũng bán hết. Tranh thủ cho anh trai Tây Ninh cho nó xong cái kết thúc một năm. Qua năm tính tiếp. Hôm nay coi như là nháp. Năm anh chị nào cần thì liên hệ em có giá tốt này. Lúc nào hy vọng là lúc nào cũng là giá tốt. Giá nó không cao hơn so với những nơi khác để cho quý anh chị dễ dàng lựa chọn. Hôm qua cái dây ga nó nặng quá. Đi bấm sửa bóp lấy cái kềm bóp cái này lại miếng để nó tụt cái dây ga. Bấm cái dây ga mới cho nó nhẹ nhẹ. Bấm cái dây ga mới luôn. Nhẹ nhàng tình cảm. Bốn cái vỏ BKT đẹp cực kỳ luôn. Sơn áo mới. Mâm sơn mới. Đó, cao su gắn đầy đủ như cho anh. Trời ơi, si ba chao. Lại si ba chao luôn. Gắn cái này cũng gắn ngược nữa. Chúng ta cái mặt này quay ra ngoài rồi gắn cái mặt này. Rốt thế. Vỏ mới tinh. Mới cái này gỡ ra gắn lại. Cái này nó nằm ở ngoài đi. Lại luôn. Em không? Đang hàng cái mùi dành trai nữa. Lên lên. Tây nghiêng đồ anh muốn làm tây nghiêng à, nhớ cái tây đó mấy cái tây lấy cái tây kia rồi nó mới thụt lên cao được mấy nữa. Gà gá lên, gá phụ gá lên hơn. Không đáng lý ra bên này nó phải lên được mới lên cao miếng nữa nè, cái tây đó nó phải thụt lên miếng nữa. Do cái tì đó nó bự quá. Đổi cái tì khác. Chế cái mùi.
Thử quay quay mở ra.